sau khi hạ knock out kỹ thuật Deontay Wilder vào đêm 22 tháng 2 năm 2020 để trở thành nhà vô địch của WBC và tạp chí The Ring, Tyson Fury đã không thượng đài cho đến khi được báo cáo là võ sĩ này cùng đội của anh dương tính với Covid, khiến trận đấu thứ 3 giữa Tyson Fury và Deontay Wilder phải tạm hoãn ít nhất cho đến tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, Tyson Fury vẫn ngự trị vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của quyền Anh hạng nặng thế giới. Trong sự nghiệp của mình, Tyson Fury từng 21 lần hạ knock out đối thủ trong tổng số 30 trận thắng. Lần thượng đài duy nhất mà Tyson Fury không thắng và cũng không thua diễn ra vào đêm 1 tháng 12 năm 2018, thời điểm võ sĩ người Anh này chiếm ưu thế trong giai đoạn đầu, nhưng lại bị Deontay Wilder đánh ngã đài 2 lần trong giai đoạn cuối, dẫn đến kết quả bất phân thắng bại đầy tranh cãi. Đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng vào cuối tháng 7 năm 2021 của quyền Anh hạng nặng là Anthony Joshua. Võ sĩ người Anh này đang là nhà đương kim vô địch hạng nặng của ba cơ quan quản lý quyền Anh lớn WBA, IBF và WBO, từng 22 lần hạ knock out đối thủ trong 24 trận thắng. Thất bại duy nhất của Anthony Joshua diễn ra vào đêm 1 tháng 6 năm 2019 trước thách thức bất đắc dĩ Andy Ruiz Jr. Tuy nhiên, sau cuộc đàm phán mà giới truyền thông tốn kém nhiều giấy mực thì Anthony Joshua cũng đòi lại thành công các đai vô địch vào đêm 7 tháng 12 năm 2019 tại đấu trường Riyadh ở Ả Rập Saudi. Anthony Joshua tiếp tục nhận lệnh từ Tổ chức Quyền Anh Thế giới phải thượng đài để bảo vệ đai WBO trước thách thức bắt buộc Oleksandr Usyk, và trận đấu cũng đã được các bên thống nhất mọi điều khoản và được thông báo thời gian địa điểm diễn ra cuộc so găng, đó là vào đêm 25 tháng 9 năm 2021 tại London. Xếp thứ 3 của hạng nặng vào cuối tháng 7 năm 2021 là Deontay Wilder. Võ sĩ người Mỹ này đã từng lập kỷ lục 10 lần liên tiếp bảo vệ thành công đai vô địch WBC trong thời gian 5 năm. Chuỗi trận thắng liên tiếp của Deontay Wilder dừng lại vào đầu tháng 12 năm 2018 trước khi nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp 44 lần thượng đài khi tái đấu với Tyson Fury vào đêm 22 tháng 2 năm 2020 tại Las Vegas. Đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng vào cuối tháng 7 năm 2021 là võ sĩ hạng nặng Dillian Whyte, nhà vô địch tạm thời của WBC với thành tích 28 trận thắng và 2 thất bại. Dillian Whyte đã đòi lại thành công danh hiệu vô địch tạm thời của WBC khi hạ knock out Alexander Povetkin trong trận tái đấu vào đêm 27 tháng 3 năm 2021 tại Gibraltar và đang là thách thức bắt buộc của WBC. Tuy nhiên, Dillian Whyte có được sắp xếp so găng với người thắng trong trận đấu thứ 3 giữa Tyson Fury và Deontay Wilder hay không vẫn chưa có câu trả lời. Xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng cuối tháng 7 năm 2021 là võ sĩ người Mỹ gốc Mexico Andy Ruiz Jr. Với sự kiện hạ knock out kỹ thuật Anthony Joshua hồi tháng 6 năm 2019, Andy Ruiz Jr. lọt vào danh sách ngắn ngủi của vài võ sĩ tạo nên bất ngờ lớn nhất trong lịch sử quyền Anh hạng nặng, cùng với Leon Spinks, James Butcher Douglas, Hashim Rahman. Trong 36 lần thượng đài thì Andy Ruiz Jr. có 22 lần hạ knock out đối thủ trong 34 trận thắng của mình. Hai thất bại của anh là những trận tranh đài thế giới trước Joseph Parker và Anthony Joshua. Trận đấu gần đây của Andy Ruiz Jr. diễn ra vào đầu tháng 5 2021, thời điểm anh vượt qua Chris Arriola bằng điểm kỹ thuật sau 12 hiệp ở California. Trên bảng xếp hạng của WBC thì Andy Ruiz Jr. đang đứng vị trí thứ 2 chỉ sau Deontay Wilder.